Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không để ý tới địch ý của hắn, nhưng thông qua trước khảo hạch, hắn đối với Lam Phật Tử này cũng có một chút cảm thấy hứng thú. Tại cửa thứ hai lúc này, hắn cái loại này tăng lên chiến hồn lực phương thức Đường Vũ Lân cũng đã lần thứ nhất đụng phải. Hắn hình dung ra không tốt đó là một loại cảm giác gì, nhưng cái loại này bao tạc lỗ tùng thức tăng lên chiến hồn lực hơn nữa, còn có kéo dài tính. Này giống như đang hắn ở trước kia giải phóng ra trong cũng không tồn tại, đã liền xử lý các học viện giống như đều không có phương diện này ghi chép. Này không phải đơn giản che giấu tự thân thú vị, mà là một loại vô cùng kỳ lạ hồn lực biến hóa. Vừa rồi, người hồn lực biến hóa rất kỳ diệu, giống như một lần liền tăng lên trên rất nhiều cảnh giới, nhưng lại có thể tiếp tục tăng lên trên. Đó là người tu luyện mật pháp sao? Đường Vũ Lân lại hỏi. Lam Phật Tử lúc này mặt lộ ra vẻ đắc ý. Này cũng không phải cái gì tu luyện bí pháp, mà là thiên phú. Chỉ có nhà chúng ta mới có thiên phú như vậy. Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn giống như có một chút cảm giác. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Phụ Lân mỉm cười rồi nói, chỉ là có một chút hiếu kỳ. Lam Phật Tử suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi muốn là nói cho ta, ngươi biết lúc trước cửa thứ hai là thế nào ăn gian. Ta nói cho ta và ngươi biết năng lực là chuyện gì xảy ra. Đường Phụ Lân lúc này bật cười rồi nói, được rồi, một lời đã đính. Lam Phật Tử vỗ ngực một cái, kia là ta luôn luôn giữ lời nói. Đường Phụ Lân lại nói, ta đó là võ hồn lực lượng, đối diện với không gian là có rất nhiều kích thích mạnh đấy. Thông qua lô điện ảnh hưởng không gian, thông không gian vặn vẽ mà làm quang ảnh sinh ra chết xa, cho nên mới phải có kỳ trương hiệu quả. Lam Phật Tử bừng tỉnh đãi ngộ, như vậy cũng được sao, đây chẳng phải là người phải có rất mạnh điều khiển tính mới có thể. Lô điện là rất khống chế không tốt, có thể huynh đệ. Hắn tuy rằng nhìn qua có một chút đơn thuần, nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, Lam Phật Tử này ở bên trên thực tế vô cùng thông minh, giải thích của chính mình đã vô cùng đơn giản, nhưng hắn lại có thể thoáng một phát liền tóm lấy trọng điểm. Cũng không đủ cường đại tinh thần lực lượng, làm sao có thể đem sấm sét khống chế như thế nào dễ sai khiến cơ chứ. Đường Phụ Lân hướng hắn dùng tay làm dấu mời, hai người một bên đi về phía trước. Lam Phật Tử do dự một chút sau đó nói, khí thế của ta cũng là võ hồn, của ta võ hồn tương đối đặc thù, có thể thông qua một ít phương thức đặc thù đến để thăng hồn lực cường độ. Đây là nhà ta bí mật, ta chỉ có thể tiết lộ cho người một chút. Đường Phụ Lân thở dài rồi nói, người cái này không khác nào chưa nói sao. Lam Phật Tử cắn răng nói, tu bin tăng áp ta chỉ có thể nói một chút như vậy thôi, nếu như phía sau chúng ta trận đấu này có thể đụng phải, ngươi thì sẽ biết. Tu bin tăng áp, mấy chữ này làm cho Đường Vũ Lân trong đầu lập tức xuất hiện ra vô số liên tưởng, trong lòng khẽ nhúc nhích, thông qua đối với hồn lực tiến hành trình độ ra nhất định áp lực, do đó nghiền ép ra lực lượng càng mạnh. Cái này là dạng gì võ hồn mấy loại lực lượng này chứ? Trên thân của Lam Phật Tử dùng để che giấu chính mình võ hồn năng lượng mạnh phi thường, dùng hắn linh vực cảnh tinh thần tu vi cũng không thể nào chính thức tìm kiếm so sánh. Lam Phật Tử nhún vai, đi thôi, ả thứ 4 đằng sau ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Đường Vũ Lân mỉm cười, cũng không truy hỏi nữa, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Cửa thứ 4 là một có một chút chống trải sân bãi, trải qua phía trước hồn lực, nhanh nhẹn cùng với lực lượng sau khi khảo sát, Đường Vũ Lân cùng với Lam Phật Tử đều phán đoán ra, này cái gọi là khảo hạch, trên thực tế thêm nữa khảo nghiệm là trụ cột tố chất, chỉ có trụ cột tố chất đạt tới trình độ nhất định, đằng sau mới có thể ở trong chiến đấu đạt được càng thành tích lớn. Cửa thứ 4 tiến hành tốc độ giống như có một chút chậm, tại bọn họ phía trước còn xếp hàng rất nhiều người. Lam Phật Tử chủ động tìm người phía trước hỏi, mới biết được cửa ải này khảo hạch nội dung là cái gì. Cửa thứ 4 khảo hạch là võ hồn, không sai chính là võ hồn, thông qua được với võ hồn khảo thí, tiến hành một cái chấm điểm, giống như võ hồn của người không giống được vậy. Đường Phụ Lân hướng về bên người của Lam Phật Tử nói, Lam Phật Tử hừ một tiếng, giấu không được liền giấu không được, dù sao bọn hắn cũng không biết ta. Nói đến đây, hắn dừng lại không có tiếp tục nói nữa. Ngược lại là người ta cũng rất tò mò, người võ hồn là cái gì, lô điện loại hồn thú sao? Đường Phụ Lân nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Lam Phật Tử mỉm cười nói, người nói người võ hồn có thể được vài phần, điểm tối đa đi. Đường Vũ Lân rất tỉ ý nói đến, liền có lòng tin như vậy sao? Lam Phật Tử hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với tự tin của Đường Vũ Lân có một chút bất mãn. Đường Vũ Lân trên mặt hiện ra một vòng ngạo nghễ, hai vạn năm trước của ta võ hồn cũng đã tồn tại, hơn nữa là cao cấp, nếu không thì ngươi cho là ta vì cái gì lại ở chỗ này? Lam Phật Tử trong ánh mắt quang mang chớp nhấp nháy, nhưng mà người võ hồn nhất định không bằng ta đấy. Ồ, lần này đến phiên của Đường Vũ Lân kinh ngạc, từ trong giọng của Lam Phật Tử hắn có thể nghe ra được, vị này đối với bản thân võ hồn vô cùng nắm chắc, hắn đang nói ra câu nói kia thời điểm, ánh mắt là phi thường kiên định. Chỉ có đủ thật lớn tự tin người mới có thể làm như vậy.
Võ hồn khảo nghiệm quá trình sẽ tương đối phức tạp. Một cung sở hữu ra 10 tiền định giá cho võ hồn chấm điểm, tổng hợp điểm về sau mới có thể cuối cùng đạt được. Ở chỗ này xếp hàng không sai biệt cho lắm 20 phút mới đến phiên của Lam Phật Tử. Đường Phụ Liên đứng sau lưng của hắn vừa vặn có thể chứng kiến hắn đi lên trên đài. Trung quanh có rất nhiều đài hồn đạo khí, đều là trung tiểu hình đấy, như là từ từng cái phương diện tiến hành ra võ hồn khảo nghiệm. Tưởng có tương tự hồn đạo khí trước mặt kia, tại sử lấy các học viện cũng có quá. Xin chào, phía dưới mời người phóng thích giả võ hồn, chúng ta sẽ tiến hành tổng hợp khảo thí cùng chấm điểm, chuẩn bị xong chưa? Ngồi ở phía chính giữa một tín bàn giám khảo hướng Lam Phật Tử nói. Lam Phật Tử nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, bắt đầu. Ánh mắt của Lam Phật Tử biến đổi, thở sâu, hai trong mắt của hắn đột nhiên biến thành màu lam. Đó là một loại vô cùng màu lam trong vắt, thâm thúy lực lượng như uồng dương đại hải. Đường Phụ Lân đứng ở phía sau, nhìn không tới đôi mắt của hắn, nhưng ở trong nháy mắt này, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được khí chân của Lam Phật Tử phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhìn qua rất đơn thuần hắn, lúc này cho người ta cảm giác đã có một loại thâm sâu. Ngay sau đó, từng vòng vầng sáng xanh lam lên từ trên thân của hắn phóng thích ra, quay chung quanh tại chung quanh thân thể của hắn hướng ra phía bên ngoài xoay quanh. Cái kia từng vòng vầng sáng màu xanh lam tùy theo đó bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Đường Phụ Lân đã từng đã nghe qua phù phù lại một lần nữa xuất hiện. Lam Phật Tử bản thân khí tức dùng tốc độ cực kỳ kinh khủng tăng lên trên, hồ lưng khí tức bạo tăng, chung quanh thân thể tốc độ cao lần quẩn vầng sáng xanh lam đã đến thân thể của hắn hoàn toàn che giấu. Khá lắm, rất mạnh. Lúc này đây trên thân Lam Phật Tử phóng tích ra khí tức Trừng Phong Hào Đố La tầng thứ, chung quanh hồn đạo khí trên chắc thí nghi trước mặt số liệu điên cuồng loạt động. Nhưng từ dập tàn ra tần suất có thể nhìn ra được, chúng giống như đã vượt qua công việc bình thường phạm chủ. Được rồi, một tên ban giám khảo lúc này cào cào kêu lên trên, hồ lưng thậm chậm rãi ngừng vận chuyển, vầng sáng xanh lam giống như trăm sông đổ về một biển bị hút vào trong Lam Phật Tử trong cơ thể, hết thảy đều khôi phục lại bình thường, lại lộ ra hắn hơi có vẻ mảnh mai, lại hết sức anh tuấn khuôn mặt. Ngài là Hải Hồn Sư, tại thế giới của Hồn Sư, thực lực vĩnh viễn đại biểu cho hết thảy. Tại cảm nhận được Lam Phật Tử phóng xuất ra Phong Hào Đấu La tầng thứ tu vi về sau, ban giám khảo liền trực tiếp đối với hắn dùng kính ngữ. Lam Phật Tử nhẹ nhàng gật đầu không có phủ nhận. Hải Hồn Sư, ban giám khảo nói, thứ cho ta mạ muối, ta cũng không thể nào nhìn ra ngài võ hồn là gì, có thể hay không xin ngài cho chúng ta giải thích một chút. Lam Phật Tử lúc này sọt khi do dự một chút rồi nói, là vòng xoáy. Võ hồn của ta chính là vòng xoáy tu bình tăng áp. Đường Phụ Lân hơi nhíu mày, Lam Phật Tử này giống như cũng chưa hoàn toàn nói thật. Linh vực cảnh tinh thần cấp độ cường đại cỡ nào, rất nhiều nhỏ xíu địa phương ở đây chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Lam Phật Tử lúc trước phóng thích ra võ hồn thời điểm đó, trên người như ẩn như hiện có như vậy một tia hung lệ chi khí chấn động. Loại khí tức này không phải là khí võ hồn chỗ có thể có, chỉ có thú võ hồn mới có thể. Lớn như vòng xoáy mà nói, cái kia chính là một loại cùng loại với nguyên tố loại khí phụ hồn. Nhưng hung lệ chi khí đến từ đâu? Nói một cách khác, Lam Phật Tử này cũng còn là một tên thú hồn sứ, chỉ bất quá hắn rất tốt là ẩn tàng ra chính mình chân chính võ hồn mà thôi. Nhưng mà không thể nghi ngờ, cái này đã rất mạnh mẽ, cường đại làm cho người ta khiếp sợ. Ban giám khảo tại đơn giản sau khi thương lượng vẫn là choán một cái toàn phần đánh giá. Cuối cùng Lam Phật Tử báo danh số tuổi là 25. 25 liền đã có thể có Phong Hào Đấu La thực lực. Hắn lập tức liền trở thành lần đáy tỷ võ cả hồn đại hội Nhật Môn gia châm trón. Lam Phật Tử về sau dĩ nhiên chính là Đường Vũ Lân. Nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân tờ ghi danh, ban giám khảo nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng có một chút bất đồng. Ngồi ở chính giữa, ban giám khảo nói với Đường Vũ Lân, Ngọc Long Nguyệt Miện Hà, ngài khỏe chứ, xin ngài phóng xuất ra võ hồn. Dựa theo tờ ghi danh ghi chép, Đường Phụ Lân chính là tới ở trong tường Ngọc Long Nguyệt làm điện bá Vương Long gia tộc, mới vừa tấn chức Phong Hào Đấu La không lâu, tuổi còn nhỏ hơn Lam Phật Tử một ít, trọng yếu nhất vẫn là lai lịch của hắn. Làm điện bá Vương Long gia tộc tuyệt đối là sửa nhất cũng là cường đại nhất hồn sư gia tộc một trong. Chỉ cần nghiệm chứng hắn võ hồn là làm điện phách Vương Long, như vậy võ hồn phương diện một cái điểm tối đa là tuyệt đối trốn không thoát. Phong Hào Đấu La cấp độ nhất định là lần này trên tỷ võ cổ hồn đại hội làm cho người ta chú ý nhất tồn tại. Huống chi trước mặt Lam Phật Tử cũng tốt, phía sau Đường Vũ Lân cũng vậy, đều tuổi rất trẻ, trẻ tuổi lại mạnh mẽ, vậy tuyệt đối là tỷ võ cổ hồn đứng đầu xính thí. Đường Phụ Lân hai tay chắp ở sau lưng,
khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ, không nói ra câu nào, chói mắt điện quang bỗng nhiên từ trên thân của hắn bạo phát đi xa. Ngay sau đó, tầng môn lam vảy màu tím hiển nhiên, sau lưng của hắn, lam thân ảnh của tử sắc cự long như ẩn như hiện, đúng là trong truyền thuyết hình dáng của lam điện phách vương long. Bằng vào bản thân kim long vương huyết mạch, bá vương long hồn lính, hơn nữa lôi minh diêm ngục đăng, ba người phối hợp lẫn nhau, đừng nói là những thứ này giám khảo, coi như là lam điện bá vương long gia tộc người của chính mình ở chỗ này, đều chưa hẳn nhìn ra được Đường Vũ Lân này võ hồn thật giả. Huống chi, hắn cho thấy khí tức so với bình thường làm điện bá phương lòng võ hồn còn muốn cường đại hơn. Tuyệt đối phong hào đúng là cấp độ. Các vị ban giám khảo thậm chí ngay cả thường nghị đều không có, liền trực tiếp cho Đường Vũ Lân một cái điểm tối đa. Cửa ải này, hắn cùng với Lam Phật Tử cần sức ngang tái, tất cả thêm một cái đằng trước điểm tối đa. Lam Phật Tử tự nhiên vẫn là tại lối đi xa cũng đợi hắn. Mắt thấy Đường Vũ Lân đi xuống, hắn lần này không có hỏi lại ý kiến của hắn đạt được, mà là hỏi, ngươi thật sự rất ưa thích Ngân Long công chúa sao? Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái, vì cái gì hỏi như vậy? Lam Phật Tử cười rồi nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ngươi chỉ là vì phần thưởng mà đến, mà không phải thật sự ưa thích lời của nàng, ta có phải hay không có thể thông qua thủ đoạn gì hối lộ ngươi, ta có một chút không muốn đối mặt với người đối thủ như vậy, đương nhiên ta không phải sợ, chỉ là đối thủ quá nhiều, cuối cùng được tuyển chọn khả năng liền nhỏ hơn. Đường Vũ Lân lại nói, vậy còn ngươi là tại sao lại đến? Lam Phật Tử không chút sợ nói,